Đây là quá trình hồi phục nhân phẩm của cây đồng bộ. Có rất nhiều cây đồng bộ, ví dụ như cây này rất cổ nhá. Cây này rất phi lý. Các bạn nhìn chipset này, chipset này dòng này là G31, G41, nhưng chúng ta nhìn thấy Zamba thì nó là G41. Đây là con chip E bao nhiêu đây? 5057. 57, con này bị cháy nguồn V co này các bạn. Cháy nát cả nguồn V co. Vì vậy là không thể sửa chữa nữa, chúng ta sẽ hồi phục nhân phẩm bằng cách đó là lấy cái gì dùng được của cái bộ cây này. Ở đây chúng ta có một thanh ram duy nhất và cái ổ cứng, chuyển sang một cây đồng bộ khác. Đây, ổ cứng này, mình cũng chưa test là ổ cứng sống chết. Chuyển sang một cây đồng bộ khác vì ở văn phòng nhiều lúc mà chúng ta không thể sử dụng cây to. Vì máy mà, những cái máy to mà để dưới chân chị em nhiều lúc nó bất tiện. Vì vậy là chúng ta phải dùng máy nhỏ để dưới chân chị em. Vì chị em hay mặc váy, chúng ta phải dùng váy nhỏ. Bây giờ mình sẽ thay một con, đó là G2130, một con Cebu tương đương Y3. Ráp hết những cái đồ có thể tận dụng ở cái bộ cây này sang. Vì những con bên mà cháy nguồn V co như này thì sửa mai sau cũng chẳng để làm cái gì cả. Cộng với cái điều kiện là đây là cái dòng G41, vì vậy là nên cho nó nghỉ dưỡng thương một thời gian dài và gửi nó ở sau hỏa. 10-15 năm nữa chúng ta sẽ gọi nó xuống và bán đồ cổ. Bây giờ mình sẽ ráp ram vào cứng, sau đó mình sẽ test cho các bạn. Đây là cách sửa cây đồng bộ dễ nhất. Cách thứ hai chính là các bạn tận dụng được những cái gì, sau đó các bạn ráp vào cây thường nếu các bạn không có cây đồng bộ. Bây giờ mình sẽ ráp những cái đồ của main G41 sang cho cái đồ của main H61. Mình đang ghép con G2130 vào các bạn nhé. Ram của khách có 2GB thôi, chắc chắn là sẽ chạy Win 7 rồi. Ngắn nhất là cái quá trình chúng ta có thể phải cài Win. Và hàng đồng bộ này test rất đơn giản là để cho chạy 3 ngày 3 đêm. Cẩn thận thì 7-7-49 ngày sau đó trả khách là an toàn tuyệt đối. Đời rất cô lựu và rất buồn. Các bạn thấy là nhân phẩm của em nó rất tốt, nhưng mà đời không như mơ. Em đấy có thể sẽ bị bơ vơ rồi. Chúng ta thấy là trên màn hình báo không nhận ổ cứng đúng không ạ? Ở đây ổ cứng của chúng ta là một cái ổ cứng thực sự, đó là mơ ước, đó là khát khao của bao nhiêu thế hệ trước. Đó là Western đen nhé các bạn nhé. Cho khách xem, cho anh em xem cái ổ Western đen. Ai cũng ước ao nó sử dụng, nhưng mà có thể đã về với ông bà không phải. Ước mơ của bao thế hệ khi chọn ổ cứng đó là Western đen. Sống chết chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm một chút nữa xem là sống hay chết. Cũng có thể cáp Santa bị lỗi, nhưng điều đó rất hãn hữu các bạn nhé. Nhân phẩm đã được hồi phục, nhưng các bạn để ý là khi chúng ta chuyển ổ cứng, đặc biệt từ dòng G31, G41 lên các dòng H61 thì rất hay dễ lỗi win. Vì những cái dòng ổ cứng khi ở bên G31 và G41 nó thường chạy win 7. Và khi lỗi thì các bạn bật đi bật lại nhiều lần dẫn đến tình trạng lỗi win. Vì vậy bây giờ thì bắt buộc phải cài win, dù máy có dữ liệu quan trọng đến đâu, không thể repair và sửa chữa được. Đây, không thể sửa các bạn, cứ sửa lại lỗi. Quá buồn cho máy kế toán. Nhưng yên tâm, nếu không có gì quá độc thì mọi dữ liệu của chúng ta vẫn còn 100%. Mọi bài toán chỉ là cài Win và xong. Vì vậy hồi phục nhân phẩm chỉ giữ lại duy nhất HDD và RAM. Đó là cách hữu hiệu nhất khi chúng ta sửa những cây đồng bộ mà không có linh kiện thay thế hoặc đã quá cổ. Bây giờ Tùng ném cái kinh tởm tàu của Tùng vào nhé, xem nó có vào được Win hay không. Bây giờ mình sẽ ném cái kinh tởm Made in China tàu 100% của mình vào, xem chúng ta có thể vào được Win hay không. Vào Win. Chúng ta sẽ đợi nó quay quay. Vì con kinh tởm này đã qua quá nhiều main rồi, vì vậy là hơi nát, đời nó hơi tan nát một chút. Như này là ok các bạn nhé. Đây, các bạn nhận dạng kinh tởm tàu đi. Đó, tởm chưa? Băng dính xung quanh. Băng dính xung quanh. Chùi sạch không hết. Và đây là thành quả chúng ta, 10-mấy% rồi đây. Ôi đen thui rồi, đen thui rồi, chết rồi, chết rồi. Ok, đã 66%. Quá trình hồi phục nhân phẩm đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn.